Chào cả nhà, hôm nay mình đi chợ thấy những trái thanh trà rất là tươi ngon nên quyết định mua về thưởng thức và cùng chia sẻ cho mọi người cùng coi cho vui. Thì trên tay mình cầm đây là trái thanh trà Việt Nam. Đó, mọi người nhìn ha, thanh trà Việt Nam nhìn rất là bóng bẩy đẹp lắm. Thì cái thanh trà này có vùng người ta sẽ gọi là sơn trà đó, và có nơi người ta sẽ gọi là thanh trà. Và cái thanh trà này nó sẽ có hai loại nha mọi người. Một loại là của Việt Nam chúng ta, đó như cái loại mình đang chia sẻ ha, đang quay nè. Và một loại của Thái. Thì trước hết nói về cái loại của Việt Nam chúng ta, thì cái trái nó rất là tròn trĩnh, màu sắc rất là đẹp. Đó, nhìn rất là mướt luôn, tròn mũm mĩm ha. Và mình sẽ lấy một cái trái chín nhất trong đây mình thử. Thì cái vị nó chua chua ngọt ngọt cả nhà. Ăn thanh trà Việt Nam á, thì mọi người nhớ lưu ý nha, phải lựa trái thiệt là chín, chín mọng và nó lên cái vỏ nó màu vàng đậm như vậy thì nó sẽ có ngọt nha cả nhà. Thì cái vị chua nó tầm khoảng 6 phần, ngọt thì 4 phần. Đó, chua chua ngọt ngọt, ăn cũng rất là hấp dẫn. Và cái độ ngọt này tùy vào cái mức độ chăm sóc của mọi người nữa. Nếu mọi người chăm sóc đó, đầy đủ những cái dưỡng chất để tăng cái độ ngọt thì trái có thể ngọt hơn hoặc là có thể chua hơn nha. Nhưng mà cái vị trái này cũng khá hấp dẫn, và đặc biệt là trái nhìn rất là cưng luôn cả nhà. Đó, ăn rồi ha. Còn cái hộp nè, cái hộp cũng nhỏ nhỏ thôi, trái tròn mũm mĩm nha cả nhà. Rồi còn đây là thanh trà Thái. Trái thanh trà Thái thì cái trái nó có vẻ như là nó hơi dài một chút xíu nha cả nhà, nó không tròn mũm mĩm như thanh trà Việt Nam, cái độ trái nó hơi thon một chút xíu đó, mọi người quan sát nha. Và cái độ vàng của nó thì không vàng hực, nhìn ở bên ngoài mình vẫn có thể dễ dàng phân biệt được đâu là thanh trà Thái và đâu là thanh trà Việt Nam. Đó, mọi người quan sát ha, một dĩa này trái nào cũng hơi có độ thon hết, thon mà cái độ màu vàng thì nó không vàng bằng thanh trà Việt Nam. Rồi bây giờ mình sẽ thử một trái ha, xem cái vị nó như thế nào. Ngọt liệm nha cả nhà, ngọt thanh luôn nha. Cái vị nó ngọt 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 mà ngọt thanh, chứ không phải là ngọt như trái xoài ha, mà không hề có chút xíu nào chua hết. Đây chính là thanh trà Thái nha cả nhà. À, nó lại có một chút xíu cái mùi nhẹ nhẹ của xoài. Trái này thì rất phù hợp cho những ai hảo ngọt ha. Và đặc biệt cái phần vỏ bên ngoài rất là giòn. Phần vỏ bên ngoài thanh trà Thái này nó dày hơn thanh trà Việt Nam mình, và nó có độ giòn hơn. Ăn thì ngọt lắm nha, không hề chua.